Mọi người, sau một trận lạnh hôm qua phong tỏ để coi coi giường mình cái nào còn cái nào mất ha. Đây lá lốt không đổ, không ảnh hưởng gì hết, còn xanh tươi. Cái chuối hôm qua mình có bọc lại rồi nên chắc không sao. Đây là lá quế ăn phở nè, qua mình cắt hết rồi, mình bọc nó lại, lạnh nó cũng nám lá hết trơn. Ô, cái quế con đâu có bị gì đâu, chịu lạnh cũng hay à. Lên nè, gán giữ cái năm sau như kia nó còn. Lá mơ tươi rót không sao hết, lá mơ chịu lạnh ha. Ui, cái đu đủ của mình vàng lá hết trơn mà nó không chết, tại nó nằm trong cái góc khuất á, với lại nó nằm dưới cái vàng lá mơ nè nên nó đỡ. Cái này là ngò ghí em chịu lạnh tốt lắm. Đây, cái này là cái thiên lý, lấy cái thùng mình ụp lại, lấy cái thùng ụp lại nó không sao chứ không thôi nó cũng chết à. Cái chịu lạnh không có nổi đâu. Lá mùng ngót, mùng ngót te to, hơi sắn lá này, lạnh quá nó hơi bị sắn lá này. Hẹ thì chắc chắn được, cái mùa này là mùa hẹ mà. Đây, cái đu đủ bên này mình chùm lại nè, cải đây, mình chùm cái gao giúp cá lại. Ừ, không sao chứ hôm qua mình hồi sáng mình thấy có cái chú mà trồng gao hay bán cho vợ chồng mình á, trời vườn của chú là coi như cải là hen đông đá hết luôn. Khế nè, trời, cái khế mình có chùm cái bọc lại mà hồi sáng mình mở ra để cho nó thở, là nắng lên mở cho thở. Ôi, cái chai khế này không phải chín nha, cái này là nó bị úng lạnh mất rồi, cái vàng vàng tưởng chín chứ chết rồi, tội nghiệp không. Nhưng mà biết rồi, trận sau mà lạnh âm nữa chắc nó chết quá, tội nghiệp cái khế quá. Nhìn nè, mình có buộc ọc cái bọc lên đó nha, nó chín nè, nó chín như bị luộc chứ. Còn nó ngắt rồi, cải thì mùa này mùa của nó thì nó không sao. Đúng rồi, mình tiết cái vạt rau má bác chồng lấy đồ chùm lên. Ô, xanh um, nhờ chùm mấy cái lụm mấy cái thùng cạc tông này, đường nè, cái này chùm lên không sao hết. Cái kinh giới héo hết trơn mà cũng chịu lạnh hay. Cái này là mấy cây cải con, mấy cây cải cái gì ta, cải thảo á, mình trồng cải thảo con cho nên là lạnh quá nữa không, lạnh quá nó cũng không lắm. Xà lách không sao, ngò gí con là không sao. Cây mít chùm cây mít là biết cây mít có sao không, cây mít không gì hết, cái lá còn xanh um trong kia không sao hết. Dưới này là củ cải đỏ là mùa của nó nên không có gì hết. Hành lá cũng là mùa của nó, xà lách hôm nay là mùa của nó nên nó rất là tươi, không có gì hết. Lá nó mỏng manh gì mà nó chịu lạnh hay hả, lá mỏng manh quá chừng luôn á. Ơi, còn cải bẹ xanh khỏi nói rồi, mùa của em càng lạnh thì em càng tươi. Đây cải thìa, thấy cái cải thìa chưa, trời, trồng cái cải thìa dễ thương mà ăn không nổi luôn á, dễ thương quá không nỡ ăn. Nhìn nó như cái bông vậy, cái cưng không xanh đâu mà cái, mà nó mỏng lắm, cái lá nó mỏng lắm mà sao nó chịu lạnh rất là hay ha.
Hồi sáng chồng mình thức dậy thấy ra bãi cỏ chụp thấy là cỏ nó đông luôn, nó đông chứ cứ đá cây cốc. Qua mình kêu chồng á chùm cái cốc lại chứ nó ra trái vậy mà để nó lạnh nó rụng trái ổn, mà chùm lại nhờ chùm lại mà vậy nè em nó xanh mà không có gì hết nè, chùm nè trái nó chưa bị gì hết, cái bông cũng có bị tắt lá luôn, chắc nhiều khi nó dưới cái vàng này nè, người có cây cam che, cái vàng mùng tơi che rồi mới tới nó. Rồi mình chùm cái gốc nó bằng mình kiếm cái gì đó mình ủ cái gốc nó lại không sao, sáng gió nó thổi bay mấy cái bọc ra, gió quá chừng gió, chứ hôm qua là chùm ba cái bọc gác bự chùm lại, mà giờ mình mở ra cho nó cái nắng nó thở đi, cái tối mình chùm tiếp. Trồng cây phải bảo vệ thôi, thấy không? Dễ thương quá chừng luôn, không nỡ ăn. Mấy hồi xưa trái nhiều lắm, con ra bứt hết thì giờ chắc không cho nó ra bứt nữa. Vợ chồng ăn không được chứ. Mồng tơi rũ lá trơn, mềm mèo, y như là bị bỏ tủ lạnh mà rồi gã đá vậy. Ô đây em nè, đậu rồng rũ hết rồi, rũ rượi hết rồi, nghiệp không? Ồ tội nghiệp cái vàng đậu rồng quá, như bị chín nè, bị luộc á, bị hấp á, hấp lạnh hay sao. Thôi em trái nè, bông trái nè, te tua ở trên thôi nha, chắc ở trên gió quá chứ ở dưới còn tươi rói à, dưới lá non còn tươi rói à, chắc ở trên. Mà chắc lần sau mình kia mình nhớ mình phủ bạc lên đi nha. Ở trên như bị luộc đó. Cái tiêu, cái chậu tiêu của chồng mình này là chỗ chèn xà lách, bữa mưa quá mưa cái nó dập á, người sợ nó lạnh nó đông đá nó chết luôn, phải đậy lại chứ xà lách đâu cần đậy đâu. Ồ quên đẩy cái thùng ghế lên, cái này là mình gieo xà lách sơn, bữa hôm mưa quá nó ngập cái thùng, nó hơi gạp xuống chứ nó lan lên lá nè, từ từ nó lên cái cấy ra đẩy lại cho nó đỡ nắng gì dữ, nó ấm đi. Cây chanh chắc chịu lạnh tốt mà. Đây là cách gỡ, chồng ủ kỹ quá giờ gỡ ra tối ủ nữa ra chết. Rồi nó cách còn tươi, tươi xanh sao còn cho phở người ta cho phở xíu đi, ủ kỹ quá mở ra cho nó phở đậy hết, cái gì cũng đậy lại hết, không ngoan lại cây con không à, nó chưa có lớn, phải nó lớn thì đỡ. À, giờ xà lách mưa nè, mưa nó gạp hết luôn, tội nghiệp dễ sợ. Củ cải trắng trời ơi trồng hoài mà không thấy nó bự. Ôi nó đang có củ hay sao, mà cũng lạnh quá nữa không, lạnh nó cũng yếu, nó không có được như xanh tươi chín nhất như vậy không. Nè, lạnh quá mấy cây. Ôi thương nghiệp. Mía còn tươi. Mía giỏi hả? Rồi cảm ơn. Sáng điều đầu tiên ngủ dậy là ra coi cây giường có không, nó như thế nào, tại chưa có bao giờ mà trồng cái mùa lạnh này á, mình chưa có trồng, hồi xưa mùa lạnh mình đâu có trồng gì đâu, giờ trồng mới biết. Ô đây còn cái này nữa,
lá xương xăm toàn tươi xanh, không sao hết, tươi xanh luôn, không ủ không gì hết, cứng ngắc, lá cứng nhất. Cái cây bông gì đó không biết, bông gì đẹp đẹp lắm, một cam cam đó, héo hết trơn, lạnh quá nó rủ hết trơn, nó rủ rượi luôn. Đây còn đây là chanh dây hơi vàng lá một chút. Chồng mình ủ cái gốc này. Ủ cái gốc mình để hở gì cũng như không. Hên là chỗ này nó kín gió, nó sát cái nhà. Chắc nhờ vậy nó không sao. Này đám của Kiệu thì quá trời thích lạnh rồi. Kiệu không quan tâm, cứ lớn thôi. À, cây bây giờ. Hai cây bây giờ. Mà một cây nó đi rồi. Không, cây này không bọc lá là nó đi rồi. Thấy không? Còn cây bên này có bọc lá lại cũng đi luôn. Ủa sao kỳ ta, cứ bọc lên mà nó cũng đi luôn rồi nè. Ô, cây này nó yếu dữ hả, yếu hơn cây quế mình hả. Quế mình bọc vậy mà nó không bị. Con này bọc, thằng này bọc cũng bị luôn. Đi cãi cái thìa bên này hơi nhỏ, nhỏ hơn bên kia, cấy hai lần nó khác nhau. Dễ thương mà không dám ăn luôn. Bông cúc héo hết luôn. Bông cúc héo tan tan hết luôn. Qua giấy thì vẫn còn. Qua giấy chịu lạnh gió. Ôi chồng không chịu bọc cây này mà. Cây này là cây chùm ngay nè. Ôi nhưng mà không sao, nó không có chết. Nhưng mà lần sau chắc nó chết á. Cái ngọn nó còn tươi nè, chắc không chết. Nhưng mình còn trên này nó héo hết rồi nè. Ngọn này cao quá, nó đón gió nè. Lần sau là phải bọc cái chùm ngay ra nha anh, để uổng mất giống. Mua 15 đồng nữa chứ. Có cây khế rồi đẹp quá, chắc cây khế đi quá. Sao đi vô bảo quản cây khế đi. À, mấy trái khế như bị luộc vậy đó. Thấy không? Nó luộc chín chín. Mà mình bọc kỹ lắm rồi nó luộc vậy nè. Bọc cái khế là kỹ nhất luôn á. Thì sáng này thấy nó gịnh hơi nước ra. Gỡ ra cho nó đón nắng, cho nó ấm đỡ đỡ tí, chứ để nước vậy nó úng hết. Nhìn như tưởng trái khế chín à. Mà không phải chín, nó bị luộc. Nó luộc lạnh nè. À, nhìn đẹp ha. Ồ, nhìn y như trái khế chín luôn. Mà phải chín không ta? Không biết nữa. Ồ, nhìn đẹp à. À, trái bên này là bự nhất. Mà bây giờ không biết sao. Chồng có trái khế thì xào hến suốt bánh chán. Khế này hết chua mà. Mà giờ vậy nè. Tình hình chắc không ổn. Tình hình này là đi rồi. Nhưng này nó luộc từng cái bông hết, nó luộc lá hết. Cái khế này chịu lạnh dở quá. Rồi cái su su là đi luôn. Giờ biết rồi. Su su là phải trồng, mấy chị trên mạng nói là em phải trồng tháng 9. Bắt đầu tháng 9 trồng, bắt đầu tới tháng 11 trời vừa thu là nó ra trái. Chứ mà bây giờ mình tháng 11 mình mới bỏ xuống mình trồng. Tháng 11 bỏ xuống trồng, giờ cái nó lạnh cái nó đi. Đi mất tiêu rồi. Nó rau má rồi còn xin đâu. Tiếc cái vàng rau má bắt chồng lụm cà tông. Lụm mấy thùng cà tông ngoài đường đó. Về đậy lên. Đỡ hả? Còn xanh. Gỡ ra cho nó thở. Rồi tối kêu ảnh đậy tiếp. Chiều cũng về bắt đậy nữa, cái ông vào. Nhưng mà phải cho nó thở. Chứ mà mình đậy dữ quá rồi. Nó không thở được thì sao sống. Phải cho nó thở chứ. Gà đứng dậy mày. Ừ, đứng lên. Không sao. Gà gai rất là tốt luôn. Ô, lụm cái khế nè. Ổn chưa? Gà gai rất là tốt. Mùa này là mùa của gà gai. Mình mới biết đó. Hồi xưa giờ chồng gà gai nó cho hỏi sao hoài nó mới lên. Mà tự nhiên mùa đông cái là nó lên vậy nè. Nó lên hết. Nó đầy vườn luôn. Chỗ nào cũng có gà gai. Đi tới đâu cũng ngò gai. Ngò gai ta nó xanh ở mướt luôn vậy đó. Rồi cần tàu. Cái mình muốn trồng nữa là cái cần tàu.
mà chồng chồng hoài đâu có được, nó gãy hột và nó không lên. Cái nàng ngồi gai, cái thùng ngồi gai thấy không, quá trời. Mùa này là mùa ngò gai, giờ mình biết rồi. Xưa giờ trồng ở Việt Nam thì ngò gai tự lên rồi tự ăn thôi, đâu có biết đâu trồng trọt gì. Qua đây, qua đây trồng mới biết là mùa ngò gai nó khoái lạnh, khoái mát. Giờ nó lên nè, lên dễ thương lắm. Đây, cần tàu đây. Bữa nó gãy hoài sống lên chắc chắc làm sao. Nè, bắt đầu mình bỏ vô trong chậu, bỏ chung trong chậu rồi lấy cái gãi hộp lên, bắt đầu lấy cái bọc ủ lại. Vậy mà 2 ngày sau nó lên vậy nè, 2 ngày thôi đó, thấy thương không. Vài bữa nữa cái nó bự bự cái bắt đầu cấy ra. Tại mùa lạnh này trồng cần tàu ngon lắm, cần tàu nó thích mùa lạnh nữa. Mất giống rồi còn có nhiêu đây đó, gán để giống lại lần năm sau có trồng tiếp. Cần tàu nó canh cá ăn ngon lắm, chứ cần tây thì cần tây thì cũng ngon mà nó không có thơm như cần tàu mình. Quá chừng luôn kìa, thấy thương ghê luôn. Cái ớt, cái ớt năm ngoái trồng giờ nó héo queo vậy nè. Cái ớt nó đi rồi, trời lạnh nó đi mất rồi. Rồi nó ba mấy bạn đây cho coi này nữa, hột đậu rồng trồng để dành cho mấy bạn xin trên mạng á, giờ phơi cho nó thiệt là khô rồi nó mới gửi đi được. Hột đậu rồng với hột quế, quế ăn phở để mấy bạn xin trên mạng á, bỏ vô rồi phơi mấy nắng rồi đó cho thiệt là khô mới cho được thôi. Xin chào, bye bye.